Kim xin được chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Ấm Ba Lan Giá Trị. Thưa quý vị, chương trình Ấm Ba La Ra Chữ Gì rất vui là một món ăn tinh thần vào mỗi thứ bảy hàng tuần lúc 12 giờ trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ bốn vị khách mời có thể nói là vô cùng tài năng và xinh đẹp. Xin được chào đón ca sĩ Chu Bin và diễn viên MC Trần Anh Huy. Trời ơi. Ôi. Trời ơi, quá trời quá đất rồi, quá trời quá đất rồi. Đi biểu diễn cho ca sĩ là biết hết, như là nhảy samba là biết hết. Wow, samba. À. Swing thì sao, nhạc swing thì sao? Swing là nhảy gì ta? Swing hình như là cái điệu tưng tưng á, mình nhảy sai. Đó, đó, quá rồi, hay rồi. Cái gì cũng được, lambada lambada lambada. Oh, yeah. Wow. Nhảy dây. Wow. Giỡn hoài nha, Swing nè. Bây giờ á, thử cho một nét nhạc popping anh Chu Bin nhảy cho coi. Ảnh là một ca sĩ nhảy rất đẹp và hát rất hay. Coi nè. Vô. Khách mời nam thì quá tài năng rồi. Hai vị khách mời nữ ngày hôm nay của chúng ta chắc chắn phải là hai người rất xinh đẹp. Bởi vì sao? Đã có trai tài thì chắc chắn là phải có gái sắc rồi. Hãy cùng gặp gỡ ca sĩ Trương Thảo Nhi cùng với Hoa hậu Tương Linh. Đó, quá trời chưa? Vậy cũng dữ lắm chứ bộ. Đổi chỗ luôn hả? Đổi chỗ luôn là mình sen kẽ đi cho nó đẹp đôi. Trắng à, đứng đây nè. Kiểu giống như màu bên này là hơi nhu nhu á, sáng sáng á, bên kia hơi tối chút xíu. À, đúng rồi, thôi bây giờ mình bắt đội đi để mình có một cái tinh thần quyết chiến nè. Ủa, tưởng đâu chia đội luôn. À, ngày hôm nay đi quay chương trình là Linh nói: "Huy ơi, bữa nay hai anh em mình quay chung nữa đó. À, hỏi mặc đồ gì? Hai đứa mình mặc đồ trắng nha." Vậy là quyết định bắt cặp từ trước luôn rồi. Có hỏi hả? Có hỏi hả? Có hỏi hả? Đâu có đường. Thảo Nhi, em có đồng ý với cái chuyện này không Thảo Nhi? Ủa đâu có cái chuyện mà chia đội trước như vậy? Thật ra anh em mình cũng có hẹn. Anh em mình cũng có hẹn. Tại vì biết là đội bên kia sẽ mang màu trắng, cho nên mình phải mang cái màu gì khác màu trắng, đúng không? Bởi vì anh em mình đâu mang màu trắng. Trời, hai anh em mặc đồ hộp ghê luôn. Hai anh em giống như chuẩn bị đấy đó. Nhiều khi em nghĩ em chơi không lợi, bây giờ em phải mang gì cho nó nổi một chút. Vậy thì đội mình tên gì cho nó rực rỡ nè? Đội may mắn đi. Dạ. Trắng may mắn. Thế còn mắn. Cam thì mình thích màu cam nên là mình chọn là nước cam đi. Dễ thương, dễ nhớ cho MC luôn. Màu cam là nước nhớ. Cam. Trắng là may mắn. May mắn và nước cam. Yeah. Rồi, chúng ta hãy cùng xem đội nào giành chiến thắng ngày hôm nay nha. Đó, xin mời hai đội vào vị trí ạ. Hai đội đã sẵn sàng vào vị trí. Chúng ta đang đến với cuộc so găng cân tài cân sức giữa hai đội may mắn và đội nước cam. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng may mắn có giành chiến thắng hay ra về tay trắng, còn liệu rằng cam sẽ cam chịu hay sẽ giành được 50 triệu. Chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với vòng thi đầu tiên nha. Chương trình Ấm Ba La Ra Chữ Gì mang tên Thử Thách. Vòng 1 mang tên Thử Thách. Mỗi người chơi trả lời một chủ đề với 4 câu hỏi. Thời gian mỗi câu hỏi là 60 giây. Sau khẩu hiệu hết, hết, đồng hồ sẽ tính thời gian. Có câu trả lời thì nói khẩu hiệu dừng. Dừng. Đáp án kết thúc bằng khẩu hiệu chốt. Dạ, chốt. Hết. Trả lời đúng thì số giây trên đồng hồ là số điểm 42 điểm. Tổng số điểm đội nào cao hơn sẽ chiến thắng. Giải thưởng vòng 1 là 5 triệu đồng. Bây giờ ai thi trước? Em đi. Cam đi em. Hai người con gái giành nhau bây giờ thì... Quảnh tôi xì đi. 1, 2, 3. 2, 3. Tới Tết. 2, 3. Tới Tết. Rồi. Thắng có quyền chọn thi trước hay thi sau? Chơi trước đi. Trước đi ha. Rồi. Và bây giờ xin mời Hoa hậu Tường Linh cùng bước lên đến với lượt thi đầu tiên. Yes. Tường Linh thân mến, bạn sẽ có 4 chủ đề và 4 gói câu hỏi. Yeah. Hy vọng là bạn sẽ chọn đúng chủ đề sở trường của mình. Xin mời. Chúng ta có chủ đề là ẩm thực, dân gian, du lịch và xã hội.
Dạ, em rất là thích ăn cho nên em sẽ chọn ẩm thực. Yummy. Hy vọng là em sẽ giành được số điểm cao nhất, đó là 240 điểm dành cho 4 câu hỏi. Câu hỏi đọc ra em bấm liền. Em nói dừng, em trả lời luôn, khỏi cần gợi ý. Nhưng nếu mình chưa tự tin lắm, mình hãy để cho thời gian trôi qua thì từng cái ô chữ sẽ được lật ra, mình sẽ có gợi ý tốt. Nhưng mà tôi để ý thấy rằng là Thảo Nhi cười rất tươi khi mà Tường Linh chọn. Có vẻ như là Thảo Nhi tiếc phải không Nhi? Ừ, em cũng tính chọn ẩm thực. Rồi. Thưa quý vị, ngay bây giờ lượt thi đầu tiên của Hoa hậu Tường Linh cho gói chủ đề ẩm thực xin phép được bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên ở chủ đề ẩm thực dành cho Tường Linh có 7 ký tự. Món ăn có vị chua thanh mát đặc trưng, nổi tiếng của tỉnh Lạng Sơn. Hết. Wow, khó vậy. Món này hôm qua mới ăn xong. Ngon không? Yeah. Rất ngon. Có cho đường chén nước kế bên không? Không. Phải quan trọng là cái tép mỡ. Ngon lắm. Đây là một món khô. Khô à? Ừ. Món gì mà món đặc trưng của Việt Nam luôn chứ không phải. Ê, Huy lên rồi mình không nói nữa. Ừ. Anh không nói được, tức quá. Dancer mà cần gì nói. Dân dân dân. Còn một điểm không sao, một điểm vẫn là điểm. Rồi mời quý ông. Dạ, quý ông, ơi, quý ông biết rồi. Theo em đó là gì? Phở chua. Chốt. Nhưng mà liệu rằng phở chua có đáp lại chính xác hay không? Xin mời. Xin mời. Phở chua. Yeah. Món này mà ăn với lại thịt gà nè, hoặc là lòng heo ngon. Rất là ngon. Thêm một chút tép mỡ với ớt vô nữa là xuất sắc em. Hấp à. Một chén nước sốt kế bên nữa. Mình tới món khác ngon hơn nữa nè. Mình không còn ở phía Bắc nữa, bây giờ mình về miền Trung. Miền Trung. Miền Trung nha Tường Linh. Quê yêu em mà trúng bộ đề này nãy giờ em 100 mấy điểm rồi đó. Không, bị mình phá bộ đề này cũng đúng rồi. Đại đội bên kia quá rành về ẩm thực. Chính xác, hợp lý. Và bây giờ là ô chữ tiếp theo có 13 ký tự. Wow. Gợi ý cho Tường Linh như sau. Món ăn đặc sản phổ biến ở các tỉnh miền Trung hết. Món ăn đặc sản phổ biến. Món ăn này thì mỗi tỉnh nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu. Nhưng đã tới thì phải ăn. Thảo Nhi tiếc lắm. Thảo Nhi tiếc cái lắm. Miền Trung có những dãy đất liền với biển nên chắc chắn cái món này phải liên quan đến cái hải sản hoặc là ngon lắm. Em liên quan đến biển lắm. Đúng không? Nấu bằng bột gì ta? Bánh canh. À dừng dừng dừng. Đó là đúng rồi đó, cái đó đó. Bánh canh chả cá. Chốt. Bánh canh chả cá chốt. Nhi, đúng không em? Dạ đúng. Đường nào bán bánh canh chả cá ngon em? À, tại vì em ở Cam Ranh, mà Cam Ranh thì nhiều chỗ bán ngon lắm. Nhưng mà Tường Linh đây là ở Phú Yên nè, có món đấy không em? Dạ có. Phú Yên có bánh canh chả cá mà. Có đấy. Vào đó. Nhưng mà ở quê em thì bánh canh chả cá thường gọi bánh canh hẹ, bỏ rất là nhiều hẹ nhỏ vào. Thôi hãy cùng đến với đáp án của chúng ta. Bánh canh chả cá chính xác. 23 điểm dành cho Tường Linh. Mọi việc đang thuận lợi, hồi nãy 1 điểm bây giờ 23 điểm là thừa thắng xông lên. Ăn hai món nó có vẻ hơi nặng bụng rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình ăn cái gì nó nhẹ nhẹ lại. Ăn tráng miệng cho nó vui thôi. Cái việc mình chạy lên trên đó rồi mình gì được diễn tả, hình như là bạn của mình càng bị phân tâm và không đoán được. Là do mình không làm được. Là do mình thôi chứ không phải là đổ thừa. Huy lên đứng nhẹ 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 nhẹ. Bây giờ món này là chắc chắn Huy làm được. Câu số 3 có 8 ký tự. 8 ký tự. Gợi ý là món ăn xuất hiện trong MV Vậy Cũng Vui của ca sĩ Mỹ Tâm phát hành vào tháng 5 năm 2020. Hết. Đoán phụ, đoán phụ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Wow. Nhìn chữ đi Linh, đôi khi là bạn mình tốt, bạn mình là không mình được. Phân tâm lắm. Dân dân. Và đó là bắp nướng à, chốt à. Bắp nướng, chốt, Huy. Huy, cái gì vậy Huy? Cái gì mà lặt sao sao vậy Huy? Anh Huy là bắp xào rồi. Huy không có nghĩ là bắp nướng. Chứ là cái gì vậy Huy? Huy là cái khác. Huy nói là rau muống. Trời đất ơi, chả liên quan gì luôn. Em biết là cái chữ rau muống nó cũng đúng là 8 chữ ký tự N mà. Không, hồi nãy chưa thấy chữ N. Nó cũng là chữ A xong rồi chữ U, chữ O. Đúng là cái chữ rau muống luôn. Hèn chi, ông cứ lặt lặt. Hỏi sao, Một lời khuyên cho Tường Linh là khi mà Huy Linh đang diễn mình nên tập trung vào cái ô chữ. Đừng có nhìn Huy. Bỏ qua đồng đội của mình nha. Và sau đây là đáp án bắp nướng. Hay quá vậy ta. Điểm dành cho Tường Linh. Rồi quá. Ô chữ gợi ý có 14 ký tự. Trời ơi. Với gợi ý như sau. Món ăn đường phố được du khách yêu thích khi đến với thành phố Đà Lạt. Hết. Bánh tráng nướng. Dân. Bánh tráng nướng. Chốt đơn. Chốt đơn. Chốt đơn rồi. Không biết Thảo Nhi có cái bánh khác không ha? Dạ không, đúng rồi. Còn anh Huy? À, Huy nghĩ là bánh tráng nướng luôn. Lần đầu tiên thấy Huy cũng đồng lòng với đồng đội. Anh nghĩ bánh tráng trộn. Anh biết cái bánh tráng trộn. Rồi, xin mời. Bánh tráng nướng. Trời ơi, hay quá. 7 điểm.
Và như vậy cộng thêm 57 điểm, Tường Linh đã có con số rất đẹp là 100 điểm. Xin chúc mừng. Xin mời một trong hai thành viên. Hồi nãy em đỡ nước cam. Xin mời nước cam. Anh chuẩn bị lên đó nha. Anh đây này muốn nha. Em phải hiên ngang lên chứ sao em đi mà em cứ giống như em cam chịu lên. Em không thể đứng thẳng được, tự nhiên đó. Dù mình không có được ẩm thực thì mình vẫn sẽ có những thế mạnh khác. Nhưng mà cuộc đời của em đó thì ngoài ca hát ra em chỉ có ăn uống thôi, em không có một cái gì khác luôn. Bởi vậy mà tiếc mất cái ẩm thực rồi. Bây giờ liệu rằng một trong ba chủ đề còn lại Nhi sẽ chọn chủ đề gì? Xin mời chủ đề. Xã hội đi Nhi. Du lịch đi em. Xã hội chắc em biết nhiều đó. Dạ thôi em chọn xã hội. Xã hội. Thưa quý vị, ngay bây giờ lượt thi số 2 vòng 1 của Trương Thảo Nhi bắt đầu. Và câu số 1 ở bộ đề xã hội dành cho Thảo Nhi gồm có 6 ký tự với gợi ý là loài vật đầu tiên được đưa lên vũ trụ bay vòng quanh trái đất cùng với phi hành gia. Hết. Dễ, cái này dễ. Biết không, lên chỉ bạn liền. Em đoán được rồi mà em đang muốn cho chắc. Chắc đi, cho chắc đi, đúng rồi. Rồi chắc rồi đó. Chắc rồi đó. Dần 42 điểm. Em đoán được lúc mà em trước khi ra chữ O rồi nhưng mà em muốn chắc đó. Đó là con chó chốt chốt đực. Không đúng rồi vậy ơi. Tèn 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 tèn. Thế theo Huy là con gì nè? Con mèo. Con mèo. Tèn mèo tèn hoặc tèn là chó rồi, con mèo rồi. Không sao. Thì rằng đó là con mèo hay là con lên. Chó đây. Con xin mèo. Mời bạn. Con chó. Chắc cũng một fan hú vía đúng không? Ha ha ha. Xin được chúc mừng Thảo Nhi với 42 điểm. Đây là chú chó rất là nổi tiếng tên là Laika, một chú chó cái đã bay vòng quanh trái đất. Chú chó này có quốc tịch là nước Nga. Bây giờ sẽ là ô chữ tiếp theo dễ ẹt 10 ký tự với gợi ý điều mà những người hay gặp phải khi qua một nước khác có khoảng cách rất xa. Hết. Gặp phải điều này 10 từ hả? Mình từ đây mình bay qua châu Âu chẳng hạn, mình sẽ bị mệt. Nhớ nhà. Bị mắc ối á. Kiểu em đoán được rồi nhưng mà em phải cho chắc chút. Chữ cuối là chữ giờ nè. Chắc chắn là sẽ rồi, bị lệch giờ. Dừng không? Dừng đi em. Dừng. Dừng. Đáp bán. Em có 5 giây. Thường là lệch múi giờ. 5 giây dành cho Thảo Nhi. 5 múi 4 giờ. Múi 3 giờ. 2 khác múi giờ. Chốt. Bên Tường Linh với lại Huy suy nghĩ như em thế nào? Em nói sai. Khác múi giờ. Khác múi giờ. Khác múi giờ. Khác múi giờ. Liệu có từ nào nó đúng hơn cái từ khác múi giờ mà có chữ A? Xin mời đáp án. Trái múi giờ. Đúng rồi, đúng rồi. Em một chút xíu. Ôi, tự nhiên em mất cái chỗ đó. Em có bị trái múi giờ bao giờ chưa? Dạ chưa. Tại vì thay múi giờ là mình thay đồng hồ. Còn khác múi giờ từ vùng này tới vùng kia. Nhưng mà còn trái múi giờ là cảm giác của mình khi mình từ đây mình đi qua bên đúng kia. Đúng rồi, đúng rồi. Hiểu không? Em hay dùng cái từ là lệch múi giờ nên đúng rồi. Lệch múi giờ cũng đúng nhưng mà có chữ A. Quay trở mình mới nhìn ký tự. Ô chữ thứ ba có 9 ký tự. Với gợi ý là người được sinh ra trong gia đình có truyền thống về một nghề nào đó, có người giỏi và thành thạo. Hết. Sinh ra trong gia đình đã có nghề giỏi và thành thạo truyền thống tiếp nối với mình. Vậy thì mình là gì? Trời ơi, tôi biết cái này trời ơi. Nhi ơi, chú Nhi ơi, anh ơi, dễ cứu, lắm cứu. Nhi ơi. Nhưng mà không biết diễn tả. Không có diễn tả được, khó lắm cái từ. Khó diễn tả đó. Khó. Ý là em hiểu nhưng mà tự nhiên diễn tả mất cái từ đó ta. Từ từ em sẽ đợi gợi ý, không sao hết. Vẫn còn đúng, thời gian. Cứ nhìn từ từ, nhìn ký tự ra. Dừng. Đáp án của em là gì Nhi? Con nhà nòi. Chốt. 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 Đáp án của chúng ta là con nhà nòi. Chúc mừng bạn. Chúc mừng Thảo Nhi với 30 điểm. Câu chữ tiếp theo có 7 ký tự, có gợi ý như sau. Tiền của nước ngoài thì được gọi là gì? Hết. NGOAI. Dân. Ngoại tệ. Đúng. Ngoại tệ. Đúng không Huy? Còn nói gì nữa, phải dừng ngay lúc 60 giây kìa Nhi ơi. Đúng Nhi rồi. Để mất 4 điểm tiền rồi. Ủa? Mình phải chắc chứ. Và bây giờ xin mời đáp án. Ngoại tệ. Yeah. 56 điểm dành cho Trương Thảo Nhi. Xin được chúc mừng Thảo Nhi, tổng số điểm là 128 điểm. Yeah, cảm ơn. Còn bây giờ sẽ là Trần Anh Huy, một người thông minh kiệt xuất sẽ xuất hiện. Thôi bớt giới thiệu lại. Trời trời. Tối lên, tối lên. Nhảy đây. Rồi. Bước nhảy có vẻ loạn choạng hơn. Huy đã sẵn sàng chưa?
đã sẵn sàng để bước vào cuộc thi của mình rồi. Cảm ơn Huy đã sẵn sàng, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng, bởi vì chúng tôi cần nghỉ lao trong ít phút. Vị đang cùng quay trở lại với chương trình Ba La Ra Chữ Gì. Và đây sẽ là lượt thi của MC diễn viên Anh Huy. Anh Huy thân mến, anh Huy thích chủ đề gì nào? Còn có hai chủ đề thôi, chủ đề dân gian hay du lịch? Đi du lịch đi. Du lịch. Du lịch. À. Dạ thưa quý vị, đây là lượt thi số 3 của vòng thi thứ nhất, bắt đầu. Nhạc hoài vậy, nhảy hoài, đuối quá. Đầu tiên là 5 ký tự. Trời ít quá vậy. Ít thì dần dễ đoán hơn vì những cái địa danh 5 ký tự ít lắm. Nghe nè. Thác Dải Yếm thuộc địa phận tỉnh nào? Hết. Dải Yếm ở phía Bắc. Không, để nhìn thêm chữ coi nó hiện lên cái gì. Trời ơi. Căng á. Các bà, nếu Tường Linh biết có thể hướng dẫn cho bà. Ờ, tỉnh hả? Ờ, dân Sơn La chốt. Sơn La. Chỉ có la thôi, có một la thôi. Thật ra thì chúng ta cũng không nghĩ ra được thêm một cái la nào khác hết. Và đây là đáp án của chương trình. Sơn La. Sơn La đã đem về cho anh Huy 29 điểm. Thác Dải Yếm còn được gọi là thác nàng, nằm ở Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Thác rất nàng là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với địa danh số 2, cũng là một con thác. Đây là ô chữ có 13 ký tự. Gợi ý. Con thác xinh đẹp nằm trên sông Buông. Trời ơi, sông thuộc tỉnh Đồng Nai. Hết. Trời ơi, quá khó luôn. Thác. Chú ý những cái chữ mà bật ra là quan trọng nhất ở nửa phần thời gian đầu nha. Người dân thành phố thường hay đi du lịch ở tại nơi đây. À, dừng. Huy ơi, Huy ơi. Thác Giang Điền, tốt. Ồ, đúng rồi. Bây giờ chúng ta thử đáp án nhé. Thác Giang Điền. Oh, yeah. Một cái thác nổi tiếng về tình yêu, thác chàng với thác nàng ở huyện Trảng Bom. 36 điểm là thuộc về Huy. Vậy là nãy giờ gần được 80 điểm rồi đó. 72 rồi. Ô chữ tiếp theo có 13 ký tự với gợi ý là hình ảnh sau đây. Là con thác gì? Ồ, cái này nghe thấy quen quen nè. Cái gì vậy? Thác là gì? Thác nữa hả? Không có thác rồi em. Tức lắm, cái này biết nè. Cái gì rừng tràm gì đó. Rừng tràm U Minh. Ca sĩ trình diễn của đội tên gì? Hết. Thôi đi. Cái gì mà dở vậy? Huy sẽ đọc luôn cái đáp án luôn. Lại Huy vừa so xong rồi, nói là đúng vậy rồi. Rồi đọc chơi thử nghe thôi. Đọc chơi nha. Rừng tràm U Minh. Hú hồn chưa? Oh, may quá chưa chốt. Coi nè, nghe đây nè. Nghe đi. Câu hỏi nè. Địa điểm nổi tiếng ở Long An xuất hiện trong MV Bánh Trôi Nước của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Hết. Ở đâu mà rừng U Minh với Cà Mau vậy anh? May mà Long An, người ta gợi ý Long An rồi đó. Rừng cái gì đôi nè. Ai chà, có gợi ý nha, mình bám vào gợi ý một chút là mình sẽ ra được nè. Vấn đề. Rừng đôi. Làng. Làng gì á? Dân. Dân. Làng nổi Tân Lập. Chốt kỹ nha. Chết rồi, chưa mất mà rồi kỹ nha, kêu chốt luôn. Chốt lên rồi, thôi lỡ rồi, thôi lỡ chốt không sao. Huy vẫn là người thông minh và lanh lẹ trong mắt. Cái chữ vô đó rất là quan trọng. Tường Linh, em nghĩ sao? Làng đôi hả? Làng gì á? Làng nổi đó, chính xác rồi em ơi. Tức là cổ tay cho bạn mình đi nè. Cổ lên nào. Cổ lên. Lên. Làng nổi Tân Lập. Yeah. Làng nổi. Làng nổi Tân Lập. Yeah. Cũng được mấy chục giây chứ bộ. Thêm được 19 điểm chứ bộ. Trời ơi, tưởng đâu mất điểm rồi. Trời ơi, nhưng mà quan trọng là câu cuối này. Lấy được câu này hay không? Ủa, Huy ơi. Không, Huy là người rất là giỏi trong những thông tin này. Ô chữ này có 9 ký tự, xin mời Bảo. Nơi có 8 đảo nhỏ được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới ở tỉnh Quảng Nam. Hết. Dừng. Dừng hoài luôn á. Ghê gì? Quá hồn luôn. Cù Lao Chàm. Chốt. Trời ơi, xanh mặt luôn á. Trời ơi, dữ dằn luôn á. Hay quá vậy ta. Thật
sự tự tin tràn ngập, đề nghị anh quay phim quay kỹ lúc này của Huy giùm em. Nếu mà có gì đó sụp đổ thì mình sẽ được hình tượng khác. Bây giờ mình xem thử coi. Cùng lớp chào thì không thể nào thay đổi được. Tự tin quá ha. Bắt đầu. Go. Không có gì. Nhưng mà Huy thấy cụ lao chàm bao giờ chưa mà sao biết hình được như là đến rồi cho nên là mới biết. Nhưng mà cái UNESCO công nhận thì đó, cái thông tin nó chưa có biết. 56 điểm đã giúp cho Huy nâng tổng số điểm lên 140 điểm. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Quá áp lực vang rồi. Xin mời Chubin của nước Cam. Nước Cam tại là mát. Mát lắm nhưng mà dân ra đây không hề biết một cái gì luôn đây nè. Nhưng mà anh Chubin ơi, cho em hỏi là anh sinh ra ở đâu? Anh lớn lên thì là ở Thái Bình, nhưng mà sinh thì là sinh ở Buôn Mê Thuột. Vậy thì tất cả bộ đề này phù hợp với anh. Vậy hả? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi số 4, vòng thi đầu tiên của ca sĩ Chubin. Căng quá em ơi. Anh ơi đừng lo, em chắc chắn bộ đề phù hợp với anh, bởi vì rất nhiều những thông tin liên quan đến địa danh và có thể là những nơi mà mình biết rồi. Rồi, đây là ô chữ có 7 ký tự với gợi ý là nghề nghiệp của nhân vật Lý Thông trong truyện cổ tích Thạch Sanh. Hết. Hãy tập trung vào những cái từ được gợi ý, anh sẽ đoán được ngay. Lý Thông, Thạch Sanh. Từ gì trong tiếng Việt? À, cái tên Thạch Sanh. Ngày xưa là người ta hay gánh đi á. Có hai cái thùng đây nè. Tiều phu. Đơn. Bán rượu. Chốt đi. Chốt đâu? Chốt đơn. Chốt đơn. Và đây là đáp án của chương trình. Lý Thông sẽ bán rượu. Yeah. Xin chúc mừng chị Bình với 15 điểm đầu tiên. Thừa thắng xông lên. Câu hỏi số 2 có 7 ký tự sẽ được gợi ý như sau. Hãy nghe đoạn hát sau. Sớm đến giờ nào đi đâu, từ sớm đến giờ để cho mà anh đợi, anh chờ mong, anh mong kia hỡi chưa quên. Con gió hồi chùa bên em, con gió hồi chùa cho nên thôi mà em phải sáng trưa này thế này kia hỡi chưa quên. Hãy cho tụi em biết loại hình nghệ thuật dân gian có xuất xứ từ vùng đất tổ Phú Thọ. Hết. 7 ký tự. Tung 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 tung. Nhi có thể gợi ý. Cái từ đầu, ba từ đầu là chắc chắn là đoán được rồi, để em coi. Ừ, từ đầu là ai cũng biết rồi ha. Rồi đó. Đó, anh phải vịnh vào những cái từ tiếp theo. Xem hội cái đêm trăng rằm rằm tôi lý ơi à, cây đa rằng tôi lưới ơi à, trăng rằm. Đây là cái nơi mà thường là tổ chức văn nghệ của làng nè. Rồi lễ hội đền Hùng nè. Dân. Hát cho anh. Đúng. Và đó là đã đem về cho Chubin 13 điểm. Xin chúc mừng. Và đây là loại hình nghệ thuật đầu năm 2011 đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Cái buổi trình diễn nó có rất là nhiều những câu chuyện khác nhau. Và nếu mà chúng ta tới đó, mà có thể xem được rằng là cứ mỗi lần là sẽ là kể một câu chuyện liên quan tới làng quê, liên quan tới bất kỳ một cái điều gì đó. Ô chữ tiếp theo có 8 ký tự với gợi ý là trong truyện cổ tích Hòn đảo mà vợ chồng Mai An Tim bị đày nay thuộc địa phận của tỉnh thành nào. Hết. Vợ chồng Mai An Tim hả? Dạ, hồi đó bị đi đày. Xong rồi mới là khắc ghi hấu. Sau đó tự chồng dưa hấu rồi thả trôi về đấy à. Linh biết không? Gần khu vực của anh luôn. Lào Cai. Lào Cai mà có đảo. Ra chữ rồi đó anh. Ồ, biết rồi. Dừng. Dừng. 26 điểm sẽ thuộc là tỉnh nào ạ? Thanh Hóa. Dừng. Dạ đó là Thanh Hóa. 26 điểm dành cho Chubin. Không sao, không sao. Vẫn có điểm. Hồi đó anh có hay đọc cổ tích không? Ra là hồi nhỏ là thích đánh võ nhiều hơn là đọc. Mê thể thao hơn. Nhưng mà mình cũng sẽ được nghe những câu chuyện cổ tích đến từ mẹ cũng như là bà, đúng không? Ok. Đây là ô chữ có 7 ký tự. Gợi ý như sau. Tên của hai anh em ruột giống nhau như đúc trong truyện Sự Tích Trầu Cau. Hết. Tên của hai anh em ruột. Dạ. Em biết nên em múa bài Đường Thanh đi em. Thanh anh. Trong đám cưới có nhân vật này luôn. Khó quá nha. Người này cực kỳ quan trọng. Đừng. Đó là Tân Lan. Chốt. Và đây là đáp án của chương trình Tân Lan.
Hai anh em đều tên là Tân Lan, giống nhau y như đúc. Và chúng ta sẽ có câu chuyện sự tích trầu cau, nói về sự kháng khích của tình gia đình. Xin được chúc mừng anh, chú Bin đã có thêm 24 điểm nữa, đã nâng tổng số điểm lên là 75 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ sẽ đến thời gian chúng ta sẽ tổng kết lại số điểm của cả hai đội để bắt đầu vào vòng 2. Đội nước cam đó là 203 điểm. Xin chúc mừng. Và đội áo trắng may mắn. Yes. Đã có được số điểm là 240 điểm. Điều đó đồng nghĩa là may mắn đã có được 5 triệu đồng đầu tiên của chương trình. Xin chúc mừng các bạn. Nhưng không có nghĩa là may mắn sẽ được kéo dài nếu chúng ta không cố gắng, bởi vì vòng 2 số điểm sẽ được nhân đôi. Nên chúc cả hai đội thật bình tĩnh và nhấn chuông thành công để giành điểm cho đội mình ở vòng 2 nha. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nghỉ giây lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Ba La Gia Chữ Gì. Thưa quý vị, và đây là vòng 2 của chương trình mang tên Thách Đấu. Vòng 2 mang tên Thách Đấu. Vòng 2 có 8 câu hỏi. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 60 giây. Sau khẩu hiệu hết, đồng hồ sẽ tính thời gian. Bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu sai thì đội còn lại sẽ được trả lời đáp án không chính xác. Trả lời đúng thì số giây trên đồng hồ là số điểm. Đặc biệt, số điểm vòng 2 sẽ được nhân đôi. Đội nào có số điểm cao hơn sẽ chiến thắng. Giải thưởng vòng 2 là 1 triệu đồng. Xin mời đội may mắn thử chuông. Rồi, mời đội nước cam thử chuông. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu nha. Hãy nhớ đừng quá vội vàng. Câu hỏi đầu tiên của vòng 2 có 10 ký tự với gợi ý như sau. Loài vật có tốc độ nhanh nhất thế giới động vật với hơn 340 km/h. Hết, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Tại vì 300 km/h nó giống như tốc độ bay hơn là tốc độ đi hoặc là tốc độ chạy. Khó quá vậy. Báo không phải. Không phải báo à? Không phải. Ra chữ H như không luôn, chữ H là... Khi chúng ta bị cái gì thì sẽ bị chảy máu. Chim cú mèo. Em nghĩ đáp án cuối cùng chưa? Trước khi mà nó ra chữ C thì em đoán là chim cú mèo. Em chốt chưa? Từ từ nhé. Chốt đi. Từ từ. 5 giây để chốt. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Chim cú mèo đáp án không chính xác. Mời đội may mắn. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Và bây giờ sẽ là đáp án của chương trình. Loài chim gì mà lạ vậy? Chim cắt lớn. Trời ơi, chim đầu tiên nghe luôn á. Người ta hay nói là nhanh như cắt. Mất một câu rồi. Mình qua câu mới nha. Câu này 16 ký tự. Khoản tiền cuối năm dành cho công nhân viên chức làm từ 1 năm trở lên. Hết. Hên đó. Mới nói hết đó. Hết mà. Không, hên đó là vừa đúng đó, chữ hết. Vừa đúng đó. Tháng 13. Chốt. Lương tháng 13, 120 điểm có dành cho đội may mắn hay không? Xin mời! Khoảng lương tháng 13! Yeah! Số điểm tối đa 120 điểm với thuộc về đội may mắn. Yeah! Cái điểm này khó có lắm đó nha, quý vị! Câu hỏi tiếp theo sẽ là sở trường của đội nước cam. Cố lên nha! Ô chữ có 17 ký tự. Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng năm 2019. Hết! Từ từ. Trinh hay nói là mấy câu Trinh đọc dễ lắm, nhưng mà toàn là khó không. Tăng 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 tăng. Từ từ. Hãy điền vào chỗ trống. Chấm 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 chấm. Tăng tăng tăng. Ai à. Huy có hiểu lòng Trinh không? Mời đã may mắn. Chuyện tình. Chuyện tình. Khăn vải. À, từ 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 từ. Chuyện tình. Tình. Khúc vải. Thằng... Chuyện tình khúc vải. Chốt bây giờ khăn vải hay khúc vải nè. Năm. Chuyện 4 à, chuyện tình 3 khác vai. Chốt. Chốt. Bên này có ý kiến không ạ? Chuyện tình khâu vải. Xin mời đáp án. Ừ,
chuyện tình khâu vai. Thấy chưa, tôi nói rồi, câu nào mà Trinh đọc mà câu đó khó à. Ủa bà. Bây giờ coi tôi đọc lại dễ nè. Câu này nghe nha, bên đây nhớ nha, chuẩn bị bấm chuông nha. Ô chữ này có 9 ký tự, mới gợi ý là điều này hay được ví khi phải nhẫn nhịn chịu đựng điều cay đắng hết. Ai làm mình tức, mình không làm thôi. Được gì. Nhịn, ráng nhịn, nhịn. Tôi tức. Nhịn đi, làm ngọt, thôi nhịn làm ngọt, bỏ, có gì hết, bỏ qua. Có một cái loại quả ở trong đây. Câu tục ngữ. Mời Trương Thảo Nhi. Ngậm bồ hòn. Ngậm bồ hòn chốt. Chốt không? Chốt. Đúng rồi. Và đây có phải là đáp án chính xác không? Xin mời. Ngậm bồ hòn. Dạ, 20 điểm dành cho đội nước nga. Còn bây giờ sẽ là một ô chữ khác có 14 ký tự. Trời, câu này là chết với Quy luôn. Chết với Quy rồi. Món đặc sản lừng danh của vùng núi rừng Tây Bắc hết. Trời ơi. Trương Thảo Nhi. Em có một lần là được đi nguyên một cái tour ở Tây Bắc. Từ từ anh ngồi xuống cho em đếm ô chữ nha. Coi đủ không? Em đoán vậy thôi nha. Thịt 14 điểm. Gác bếp chốt. Rồi em nói tiếp câu chuyện đó, em ăn sao nè. Cho tôi ngồi. Thì đó là đó. Em được ở một nhà, một cái anh người nhà dân. Và đó nói chung là ảnh có đãi em cái món này. Thì em đoán vậy thôi nha, em nghĩ vậy. Và bây giờ đi kiểm tra xem có đúng là thịt trâu gác bếp không. Xin mời. Thịt trâu gác bếp chính xác. Quá. Hay quá. 114 điểm dành cho đội nước cam. Hay da, món này thì khỏi phải nói rồi, quá ngon. Thường thịt trâu sẽ rất là dai, nhưng mà khi mà làm món thịt trâu gác bếp thì rất là mềm, ăn rất là ngon. Thôi thêm câu nữa nghe. Đây là một câu rất thú vị. Câu này có 14 ký tự với gợi ý như sau. Ở quốc gia Samoa, người chồng sẽ phạm tội khi làm điều này. Hết. Một quốc gia có tên là Samoa. Thì chỗ này chồng á mà làm cái này là nặng lắm, bị trị tội liền. Câu này các bạn trả lời được, các bạn ăn gì tôi mời. Cái điều luật này dễ thương nè. Ghép chữ đi à. Sao anh không nhớ vậy? Có gì đó cũng không nhớ nữa. Kệ. Một năm chỉ có một ngày thôi. Em quên sinh nhật vợ, chốt. Samoa kỳ quá phải không? Đúng rồi. Phải không Chu Bin? Sao gì kỳ vậy? Tự nhiên quên sinh nhật vợ mà bị chị tội. Nếu như mà chồng em quên sinh nhật em thì em sẽ cảm thấy như thế nào hả Tường Linh? Không, ví dụ mà chồng em quên sinh nhật của em thì là em quá buồn luôn. Đó. Không còn từ này để nói nữa. Mà làm phụ nữ buồn thì sao? Phải chị tội. Hãy cùng đến với đáp án. Đó là quên sinh nhật vợ. Một điều tưởng chừng như đơn giản. Ôi cái đất nước gì mà dễ thương. Mà may mắn cho chúng ta là không sống ở đất nước này đó Quy à. Yes. Bởi vì sao? Bởi vì đất nước này nếu như mà quên nhẹ nhất là bị phạt tiền. Wow. Nặng còn nặng hơn sao? Người vợ có quyền đưa ra tòa ly hôn luôn. Vì vậy mà họ luôn luôn xăm sinh nhật của vợ ở trên người của mình. Để khỏi quên. Kể từ đó hình xăm sinh nhật vợ có trên người. Những người khác cũng bắt chước xăm theo. 26 điểm dành cho đội may mắn. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo với 15 ký tự. Xin mời. Sao dài dài không vậy ta? Dài dài thường dễ đó nha. Cụm từ có ý nghĩa là khen ngợi, tân bốc một cách dễ dàng vì tình cảm riêng tư hết. Khen bởi vì tình cảm riêng tư mới khen thôi. Khen ngợi tân bốc định nọt gì ta? Một cụm từ. Cứ từ từ bấm nha. Vỗ tay đi. Trương Thảo Nhi. Em đập bàn là em xin bỏ cuộc. Cái bên này O với M thì em nghĩ đến mẹ khen, con hát mẹ khen hay. Chốt. Con hát mẹ khen hay chốt. Huy thấy sao Huy? Huy thấy là đáp án nó cũng vậy đó. Nó cũng khá là hợp lý đúng không? Khá hợp lý đó. Chứ còn gì nữa, xin mời đáp án. Con hát mẹ khen hay. 66 điểm dành cho đội nước cam. Chúc mừng các bạn. Tới luôn nha, còn câu hỏi cuối cùng. Trời ơi, không biết là điểm thế nào. Dễ lắm. Chết rồi. Câu này là câu quyết định, ai bấm nhanh là giành chiến thắng thôi, nhưng nhớ là để tôi nói hết nha. Bây giờ xem đoạn clip. Hên quá, vừa kịp đó Huy ơi. Cơn mưa đây nữa
bất kể ai cũng thương. Hết thương cạn nhớ. Hết thương cạn nhớ, có chắc không? Huy đã đếm từ lúc đầu rồi. Đúng rồi, chính xác rồi. Đó là MV ca nhạc của Đức Phúc. Rất là đúng luôn. Chốt. Người quá tinh tế là không biết đội này đồng ý với đáp án hay không ạ? Em bấm không kịp. Bấm không kịp đó luôn. Và đây là đáp án. Hết thương cạn nhớ. Yeah. 120 điểm đã thuộc về đội may mắn, xin chúc mừng. Và chúc mừng đội nước cam, chúng ta có 200 điểm ở vòng 2. Đội nước cam đã dẫn điểm cho tới những giây cuối cùng, nhưng vì câu này, đội may mắn đã nhận được 120 điểm, cho nên tổng điểm là 266 điểm. Wow. Xin chúc mừng. Và như vậy, xin được chúc mừng đội may mắn đã có giải thưởng là 10 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết điểm từ vòng 1 và vòng 2 với sự nỗ lực của mình và sự cố gắng vượt lên trong các câu hỏi của vòng vừa rồi. Đội nước cam chúng ta có 403 điểm. Một số điểm rất cao. Tuy nhiên, đội may mắn đã giành được số điểm là 506 điểm. Xin chúc mừng. Wow. Nếu như mà bên đây giành được là bên đây thắng luôn rồi. À, là hãy hỏi câu khó luôn. Tiếc quá thôi không sao. Anh Bin cùng với Thảo Nhi đã tới đây với một tinh thần rất vui. Không biết là cảm xúc của hai người như thế nào ạ? Cảm xúc thì cũng hơi tiếc, cũng hơi buồn. Cái câu cuối cùng á là mình sẽ nghĩ là nó sẽ khó hơn là sự tưởng tượng như vừa rồi. Không nghĩ rằng là quá dễ. Rồi cuối cùng là mình đã tuột mất cái cơ hội, hơi buồn. Còn em nghĩ rằng là thông minh thì không có bằng may mắn. Bởi vậy tụi em đặt cái tên đội là may mắn. Nhưng chúng ta phải thừa nhận đó là đội chúng ta cũng rất thông minh. Thôi bên kia hay, chẳng qua là cái cuối là hy hên thôi. Bên kia là bấm đó, bên kia là bấm nhưng mà giành không lại. Thôi bây giờ tiếc nuối là như vậy rồi. Mình có một cái lời chúc nào dành cho đội bạn trước khi mình ra về không ạ? Chúc hai em ghen tịch nhiều điểm, nhiều tiền mang về nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị Bin, cảm ơn chị Thảo Nhi. Hẹn gặp lại ạ. Dạ, bây giờ thì chúng ta phải sẵn sàng tâm thế nha. Dạ. Mình bước vô vòng 3, chỉ có 90 giây thôi để ôm trọn 35 triệu của chương trình. Mà biết đâu, chúng ta sẽ trở thành một trong số ít những đội có thể đem về tổng giá trị là 50 triệu đồng thì sao? Liệu rằng đội may mắn có giành được 50 triệu đồng hay không? Quý vị đừng đi đâu hết, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo. Quý vị đang cùng quay trở lại vòng 3 của chương trình Ba La Ra Chữ Gì. Vòng 3 mang tên Ba La sẽ có 90 giây cho 5 câu hỏi, gồm 4 câu hỏi phụ và 1 câu hỏi chính. Sau khẩu hiệu hết, đồng hồ sẽ tính thời gian. Nếu không có đáp án thì nói qua. Bỏ qua câu hỏi phụ sẽ không được quay lại. Câu hỏi phụ sẽ là gợi ý cho câu hỏi chính. Chúng ta bây giờ sẽ sâu chuỗi lại câu mà các bạn đã trả lời chính xác. Trả lời đúng mỗi câu hỏi phụ sẽ được 5 triệu đồng. Trả lời đúng câu hỏi chính sẽ được 15 triệu đồng. Giải thưởng vòng 3 là 35 triệu đồng. Huy và Linh cảm thấy như thế nào khi mà mình đã bước vào vòng đặc biệt có cơ hội nhận về tổng giá trị lên tới 35 triệu đồng? Dạ, tụi em bây giờ đang rất là chờ đợi để đem 50 triệu về. Rất tự tin bản lĩnh. Nghe cái giải thưởng xong trong lòng kiểu rất là háo hức, nhưng mà không biết là có dễ không? Không phải tự tin lên, ví dụ như là thế mạnh của mình là cái gì nè Huy? Đi du lịch nè, rồi về ẩm thực thì Linh cũng giỏi, cho nên là những cái câu hỏi nào mà nó liên quan đến hai thứ đó thì tự tin nhiều. Còn hơn. Còn Linh? Dạ, em thì cũng giống anh Huy là du lịch rồi nghệ thuật với lại ẩm thực. À vậy mình đổi bộ đề. Bộ đề kiến trúc. Kiến trúc là nghỉ luôn. Nói chứ ở trong quê hương mình thôi, nên mọi người cứ cố gắng tập trung là được. Là một tín hiệu cho chúng tôi biết các bạn đã sẵn sàng thế nào. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Yeah. Wow. Và bây giờ vòng 3, vòng Ba La dành cho đội may mắn bắt đầu. Ô chữ đầu tiên có 13 ký tự. Gợi ý. Đây là quê hương của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hết. Phải thôi. Hãy tập trung gợi ý. Dừng. 77 giây. Đáp án là tỉnh Quảng Bình ạ. Tỉnh Quảng Bình là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Yeah.
Vâng, tỉnh Quảng Bình là quê đã cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các bạn đã có 5 triệu rồi và cố gắng lên nhé. Đây là câu hỏi tiếp theo có 8 ký tự, gợi ý như sau: một thắng cảnh của miền Trung gắn liền với thi sĩ Bà Huyện Thanh Quan. Hết. Dân Đèo Ngang. Chốt. Chính xác. Xin chúc mừng. Hay quá. Hãy ông chuyên văn rồi. Xuất sắc. Ngày xưa là dân chuyên văn. Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà. Rồi. Thỏ cây chiên lá đá chiên hoa. Nhờ ngày xưa chuyên văn mà bây giờ có thêm 5 triệu. Tiếp theo sẽ là ô chữ có 12 ký tự, gợi ý: nghệ sĩ đã tái hiện tác phẩm điện ảnh kinh điển La Monde Người Tình qua một bộ ảnh. Hết. Bỏ qua đi. Bỏ qua. Mọi người hãy nhớ rằng tất cả những dự kiện này nó có những thứ nó rất là gần giống nhau. Nãy mình có tỉnh Quảng Bình rồi mà mình bỏ qua, mình hơi tiếc. Tại vì nghệ sĩ này thì là ai các bạn có thể cảm thấy quen thuộc mà chụp hình rất đẹp? Hồ Ngọc Hà. Lát hồi nói ra các bạn sẽ cảm thấy rất tiếc. Trời bởi vì quá quen thuộc với các bạn. Dạ. Nhưng tiếc lắm các bạn đã mất 5 triệu. Câu số 4 có 11 ký tự với gợi ý là: vùng di tích khảo cổ học của người Việt cổ tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Hết. Di tích. Nên để thời gian chạy. Ở Quảng Bình khó. Của người Việt cổ. Nhưng không sao, các bạn còn tới hơn 50 giây lận. Nhưng nếu là mình thì sẽ để dành cho câu cuối cùng, vì câu cuối cùng khá dài. Nếu khó quá chúng ta có dân, quyền dân. Dừng. Trả lời hay bỏ qua. Bầu chi. Bầu chi. Tỉnh. Ủa? Tỉnh bầu. Các bạn có thêm 5 giây. 5 4 bỏ qua. 3 bỏ qua. 2 câu rồi, 4 câu các rồi. Các bạn đã rất tiếc khi bỏ qua câu thứ 3. Thôi thì không sao, chúng ta bây giờ sẽ sâu chuỗi lại hai câu mà các bạn đã trả lời chính xác. Câu thứ nhất là gì ạ? Quảng Bình ạ. Tỉnh Quảng Bình. Thứ hai là câu đèo, thứ hai, đèo Ngang. Đèo Ngang. Câu thứ 3, nếu mà một nghệ sĩ mà có quê ở Quảng Bình thì là ai các bạn có thể cảm thấy quen thuộc mà chụp hình rất đẹp? Hồ Ngọc Hà. Thôi, đã qua rồi thì cho nó qua đi. Lát hồi nói ra các bạn sẽ cảm thấy rất tiếc. Trời bởi ơi. Vì quá quen thuộc với các bạn. Dạ. Bây giờ là câu số 5. Câu này các bạn lưu ý, chúng ta còn 39 giây. Các bạn hãy liên tục đọc câu trả lời. Nếu như câu trả lời của các bạn là chính xác, nhạc sẽ tự động nổi lên. Còn nếu sai, cứ trả lời tiếp. Cố lên. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Còn bây giờ ta sẽ có ô chữ 25 ký tự với gợi ý: địa danh được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới năm 2003. Động. Hết. Phong Nha Kẻ Bàng. Động. Động Phong Nha. Khi đúng bàn. Nhạc sẽ tự liên nổi lên, các bạn hãy liên tục, liên tục. Liên động. Tục. Đổi liên tục. Liên tục Huy. Động. Động. Không nhìn. Động. Nhìn, nhìn cái này ạ. À. À, cái gì quốc gia đó. Vườn quốc gia. Vườn. Vườn quốc gia. Vườn quốc gia. Vườn quốc gia. Phong Nha Kẻ Bàng. Phong Nha Kẻ Bàng. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Yeah. Yes. Hey. Yeah. Hey. Chúc mừng các bạn đã vượt qua câu hỏi cuối cùng 15 triệu đồng. Nổi hết. Quá xuất sắc. Vậy các bạn có muốn biết các bạn đã bỏ lỡ hai câu gì không? Nghệ sĩ tái hiện tác phẩm điện ảnh kinh điển La Monde Người Tình qua một bộ ảnh, đó là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Tường Linh đã đúng rồi. Dạ, qua bộ sắc không, ảnh mới của chị Hà đó. Không có bị tiền lúc mà đang bị gấp hết. Nghệ sĩ mà nổi tiếng chị Hà là Quảng Bình thì biết là chị Hà ở Quảng Bình luôn. Câu số 4, vùng di tích khảo cổ học của người Việt cổ tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, đó chính là di chỉ Bầu Tró. Dạ, cái đó là quá khó luôn. Các bạn thấy là tất cả những cái dữ liệu này đều liên quan trực tiếp đến tỉnh Quảng Bình. Còn tỉnh Quảng Bình thì quá rõ ràng rồi đúng không mà? Tại vì vườn quốc gia Phong Nha các bạn cũng ở tỉnh Quảng Bình. Còn Đèo Ngang thì lại là giống như là một cái ranh giới giữa Quảng Bình với là Hà Tĩnh như vậy. Dạ, còn ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một người con của đất Quảng Bình và đã đạt rất nhiều thành tựu. Hồi nãy em nghe là em tưởng là đang hỏi cái nhà văn hay cái gì đó nó em hơi hiểu, xa là cả nghệ sĩ. Không sao, chúng ta đã có tất cả những dữ liệu để có thể trả lời câu cuối cùng trong vòng vài giây. Và xin chúc mừng đội may mắn đã giành được giải thưởng là 40 triệu đồng. Cảm xúc lúc này của các bạn như thế nào ạ? Tuyệt vời, amazing.
chương trình ấm ba la ra chữ gì chứ hơi ấm ba la ra bốn chữ dễ quá. Nhiều khi người ta cứ nghĩ là việc học á nó đâu có thể gắn liền với giải trí, nhưng giờ mới biết là thật ra thì học có chơi được và chơi cũng học. Bây giờ thì em mới biết là những năm học văn nó có rất nhiều điều đó, việc thanh quan rất là giá trị. Rất là cảm ơn hai bạn một lần nữa và hy vọng sẽ được gặp lại hai bạn vào mùa sau nhé. Thưa quý vị, chương trình Ấm Ba La Ra Chữ Gì do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Rất mong sẽ nhận được thật nhiều tình cảm của quý vị khán giả. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên những người thân yêu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.